Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Mỹ Lan kính chào quý khán thính giả. Đề tài chúng ta thảo luận hôm nay có liên quan đến trẻ em. Chúng tôi nhận nhiều thắc mắc về đề tài này như trẻ em nếu qua đời có được cứu không? Và sẽ đi đâu? Trẻ em có mắc tội không? Theo Kinh Thánh thì đến tuổi nào thì trẻ em phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình? Hôm nay chúng tôi có mời anh Huỳnh Thừa Dũng thuộc Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đến cùng chúng ta để thảo luận về vấn đề này. Kính chào anh. Chào cô và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa anh Dũng, theo Kinh Thánh thì trẻ em vì chưa hiểu biết đầy đủ, chưa đủ khôn ngoan nên khi chúng qua đời có phải chúng sẽ được về thiên đàng phải không? Thưa cô, thưa quý khán thính giả, Kinh Thánh có ghi mọi người đều đã phạm tội và hậu quả của sự phạm tội là khi chết sẽ vào hỏa ngục. Vì vậy, muốn biết trẻ em khi qua đời có được về thiên đàng hay không, chúng ta cần phải biết theo Kinh Thánh trẻ em có phạm tội hay không. Thưa anh, vậy thì Kinh Thánh cho biết mọi người đều phạm tội, thì các em nhỏ dù chưa có sự hiểu biết đủ để phân biệt phải trái cũng có tội, phải không anh? Tôi sẽ phân tích rõ ràng câu hỏi này. Trước hết, Kinh Thánh đặc biệt cho biết loài người dù còn ở trong bụng mẹ, chưa được sanh ra, đã là tội nhân. Mời đọc Thi Thiên đoạn 51 câu 5. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Có thể đọc thêm ở Thi Thiên 58 câu 3 hay là sách Ê-sai đoạn 48 câu 8. Kinh Thánh cũng cho biết thêm rằng kẻ có tội mà không chấp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình thì người đó sẽ bị xét đoán trong Giăng đoạn 3 câu 36 và bị chết. Có thể đọc thêm ở Giăng đoạn 5 câu 24 hoặc Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 12. Như vậy, trẻ em nếu không tin nhận Chúa cũng bị xét đoán. Loài người dù là trẻ em hay là người lớn đều mắc tội do Adam truyền lại. Kinh Thánh khẳng định tội của Adam có đặc tính lưu truyền trong dòng dõi loài người. Cho nên, bởi một người mà tội lỗi vào thế gian trong Roma đoạn 5 câu 19, như trong Adam, mọi người đều chết trong sách Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 22. Như vậy, tất cả các trẻ em đều mắc nguyên tội do Adam truyền lại. Tuy nhiên, điều quan trọng thứ hai là Kinh Thánh cho biết trẻ em được coi là vô tội. Các câu Kinh Thánh sau đây chứng minh điều này. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ, sữa và mật cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành thì nước của hai vua mà ngươi đang ghét sẽ bị bỏ hoang, đó là trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 15 câu 16. Vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ này nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi này, lại xây đắp các nơi cao cho ba anh, đặng đốt con trai mình, làm của lễ thiêu dâng cho ba anh, trong sách Jeremy đoạn 19 câu 4. Về phần Rebecca, thì bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, trong sách Roma đoạn 9 câu 10 và 11. Những con trẻ của các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác, sẽ vào xứ đó, ta sẽ ban cho chúng xứ này làm sản nghiệp. Phục truyền luật lệ ký đoạn 1 câu 39. Các câu Kinh Thánh trên cho thấy có một giai đoạn trong lứa tuổi trẻ thơ, kể từ lúc mới sanh cho đến tuổi biết phân biệt phải trái. Trong giai đoạn này, trẻ em chưa phát triển hoàn thiện về tâm lý, chưa có khả năng phân biệt điều thiện, ác, nên không thể buộc chúng phải chịu trách nhiệm về hành vi của chúng. Trẻ em trong giai đoạn này được kể là vô tội. Như vậy, thưa anh, đến tuổi nào thì trẻ em chịu trách nhiệm về hành vi của mình? Dạ, thưa cô, các nhà nghiên cứu về giáo dục đưa ra một độ tuổi 6 hoặc 7 tuổi.
Các nhà tâm lý học thì đề nghị lứa tuổi từ 14 tới 16. Các nhà làm luật thì đề nghị độ tuổi cao hơn 18 tuổi. Tất cả đều đưa ra những kết luận khác nhau dựa trên chuyên ngành của họ. Điều quan trọng là Kinh Thánh không có chỗ nào khẳng định về số tuổi mà đứa trẻ được kể là vô tội. Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người khác nhau, sự trưởng thành của mỗi đứa trẻ khác nhau. Đức Chúa Trời biết rõ điều này và Ngài không quy định về số tuổi mà đứa trẻ được kể là vô tội. Điều này cho chúng ta hiểu rằng chỉ có Chúa mới biết rõ. Mỗi cá nhân đứa trẻ đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vào thời điểm mà đứa trẻ đó hiểu và phân biệt được điều phải trái. Điều thú vị là trong Cựu Ước có một câu chuyện dường như có liên quan đến số tuổi của Đức Chúa Trời ân định. Sau khi 12 thám tử được cử đi dò thám xứ Canaan trở về, ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép tin chắc rằng Chúa đã ban xứ Canaan cho họ, còn lại 10 thám tử kia chẳng những không tin mà còn xúi dục dân Israel quay trở lại Ai Cập. Kinh Thánh cho biết tất cả dân Israel nghe theo 10 thám tử kia, tất cả dân Israel nổi loạn chống lại Môi-se và đòi quay trở lại Ai Cập trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 1 đến câu 4. Trước thái độ phản loạn đó, Đức Chúa Trời quyết định hình phạt họ phải chết trong động vật. Dù tất cả dân Israel nổi loạn, nhưng Đức Chúa Trời không hình phạt những người dưới 20 tuổi trong Dân Số Ký 14 câu 29. Chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời không kể những người Israel dưới 20 tuổi là thật sự mắc tội phản loạn, mặc dù họ có hành vi phản loạn. Chúng chỉ làm theo sự xúi dục của những người lớn tuổi hơn mà thôi. Những người trẻ này chưa đủ trưởng thành để phân biệt đúng, sai. Chúng ta không nên dựa vào câu chuyện trên để áp đặt tuổi 20 là thời điểm cho mỗi người trẻ phải chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình. Vì đây chỉ là lứa tuổi áp đặt cho dân Israel trong thời Cựu Ước. Xin anh cho biết kết luận rằng trẻ em qua đời có được cứu không? Dạ thưa cô, không có câu kinh thánh nào trực tiếp giải đáp cho câu hỏi tế nhị này. Nhưng chúng ta có thể căn cứ vào ý nghĩa của một số câu kinh thánh để đi đến kết luận. Trẻ em khi qua đời, trước khi được nghe tin lành, sẽ được cứu. Trong sách Thessalonica thứ 2, đoạn 1, từ câu 8 tới câu 9, có những người bị hình phạt trong hồ lửa đời đời là những người không nhận biết Đức Chúa Trời và khước từ tin lành cứu rỗi. Trẻ em không thể nằm trong số người này. Khải Huyền đoạn 20 câu 11 cũng có một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm. Trẻ em được kể là vô tội về những công việc của mình. Luca đoạn 18 câu 16-17. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 2 tới câu 5, Đức Chúa Giê-xu nói với các môn đồ, nếu các ngươi không nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Trường hợp đứa con còn rất nhỏ của David và Bát-sê-ba, đứa trẻ bị bệnh trong 7 ngày rồi chết. David nói, ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. Đoạn này được viết trong sách Samuel thứ 2, đoạn 12 câu 23. David tin rằng đứa trẻ sẽ được cứu và ông sẽ gặp nó trong tương lai sau khi ông qua đời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không muốn một ai hư mất, nhưng muốn tất cả mọi người được cứu. Trong đó có cả trẻ em vô tội. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin phép được chấm dứt tại đây. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý khán thính giả một tuần lễ đầy phước hạnh. Xin kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa thân con mong tìm thánh nhân tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính chúc quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV vào ngày Chủ nhật 19 tháng 5 2019.
vào lúc 11 giờ hòa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.